nhớ một cái gọi là cái bảng mà tổng quát về trình tự xuất hiện các khối nguồn trên một cái mainboard laptop. Chúng ta nhớ giống như là chúng ta nhớ thuộc lòng ha. Khi thuộc lòng rồi thì chúng ta mới áp dụng vào thực hành thực tế. Đây, ở đây thì trước tiên á là chúng ta phải phân tích được cái nguồn đầu vào. Phân tích được cái nguồn đầu vào, tất nhiên là nó đổ dòng cực đại qua một con phát đầu vào ha. Từ cái jack adapter chúng ta sẽ cắm jack adapter vào. Nếu mà không chạm chập thì chúng ta phải phân tích làm sao đó, chúng ta phải hiểu được cái nguồn đầu vào nó đã mở chưa. Thì lúc đó chúng ta mới đến những cái khối nguồn phía sau đó. Nếu mà chúng ta không nhớ được cái trình tự và chúng ta không phân tích được cái trình tự của nó thì chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta đi theo một cái giảng đồ mà nó chính xác nhất. Ha, được nha.